sang chỗ Bắc Trương đi, có nhiều cây hay quá, nhiều cây hay quá, nhìn sơ sơ là thấy nhiều cây hay. Nhiều cây hay quá. Đây cây vừa nãy thích, Kitsi thích nhưng mà đang hơn 20. Chưa tiền. Với cây cây để trong cái ô kìa. Vì hay đấy. Đi hỏi giá các bạn. Đây, cây Kitsi này thích thích, được hàng tiền đạo. Hàng tiền đạo. Đấy. Sơ bộ thì giá thì anh Trương nhỉ? Cho anh em biết nhỉ? Sơ bộ giá cho anh em biết cái nhỉ? Kitsi này hả? À. Kitsi này tính 26 triệu. 26. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Đấy. Nào lại chỉnh check đâu. Nhiều tay xương. Ghê chứ. Bè. Chân bệ. Sạch. Sạch tinh. Đấy. Nhìn hàng, hàng khô. Kinh. 26 triệu. Lẻn lẻn vào đây cái đó. Còn cây này thì bao nhiêu anh? Có phải đến 12. 12. 12. Quay nốt con này cho nó. Quay đẹp. Đẹp già. Đẹp, nó ra. Đây là 12. Trước nó đằng mặt chơi của nó đằng trước này, quay lại cái mặt chơi của nó. Đấy, đẹp chưa, rất cổ. Lông búp đỏ đa lộc đây, đa lộc đa ghép lộc đấy, lộc đa búp vàng này có quả đâu, vâng đa búp đỏ này nó có quả đấy, đa búp đỏ này, đa lộc búp đỏ này, cái đỏ đỏ này này, lộc búp đỏ hoa quả có hết, đa lộc đa tài đa phú quý các thời đó. Sơ bộ mấy cây vậy, còn tí nữa quay cái số kia thì các bác thích cây nào thì các bác alo được chưa? Để này này bao nhiêu anh? Tôi có đề là 11. 11. Đấy. Kinh, kinh. Thank you.
trời đẹp ấy. Đấy, mặt này thuê. Thuê. Con kinh điển này thì bao nhiêu anh? Đây. Con này 35. 35. Được chưa? 35. Sung này, sung tía hôm trước quay thì quả to tướng luôn. Quả. Yên tâm, cái dòng sung tía này là kiểu gì có quả. Ba năm. Quái vật sông Ninh. Ba năm. Đi hỏi lên đấy hỏi đi tầng nhà A tầng 5 nhá. Đây, cái đường co lắm. Rồi, lên văn phòng có chiếc. Nó thứ nhất là cái này nó giả quái và trên chậu lâu năm này. Thì nhìn nó sạch, nó không bị lộ cộ như mấy cái hàng đất mới lên. Mấy hàng đất mới lên nó lòng phòng nó cũng có ấy, nhưng mà nhìn nó khó chịu lắm. Nhưng mà đây thì cây này được, nó biến rồi. Lá rổ thế nào thôi. Này. Vâng. Giờ cái chậu này kiếm cũng khó đấy, không có. Ít. Một đề, một đề. Cái này bao tiền này? Đấy, xanh già. Đấy, xanh cổ già. Sẽ tình tương lâu lâu tí gọn đi cho nó sạch. Vâng. Đây. Số bác chủ đấy nhá, chịu khó bác xem lại. Đấy. Nào chưa biết thì alo đây. Đó. Tên, có cả tên cả địa chỉ đấy. Số. Tên, địa chỉ và số. Mấy cây trên này thì đã từng có lần quay rồi. Mai này. Đấy. Con xanh cổ ở trên cái khánh này hay này. Cái an dạng khánh này rất hay. Ai là khánh mà to thì nhìn sợ, nhưng mà nhỏ nhỏ nhìn hay. Như nó mới thôi nhưng mà nhìn hay. Ồ. Cây cổ. Cái này hay. Cái này hay này. Đấy, phải xà ra đây mới nhìn rõ. Đấy, nhìn rõ. Giá thì các bác hỏi nhá, có số đấy rồi, hỏi khách quan hơn. Dâm bụt răng rất dày, nghe sự thích cái dâm bụt luôn. Đấy, dày như dâm dưới. Xanh hay.
Có này có phải điền không nhỉ em nhỉ? Có phải điền quê. 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 Xem. Quê. Quê. Con này hay đấy. Xong rồi. Hay. Hay cái chậu. Đây. Để ra ngoài. Nên nó dễ thoát. Thoát ra. Thêm một cây cổ nữa đây. Thích cây nào thì alo nhá. Chào bác nhá.